Mến chào quý bà con cô bác, quý anh quý chị, bạn bè gần xa. Thì ngày mới mình cũng xin chúc tất cả mọi người thì có một ngày luôn luôn thành công. Hôm nay thì mình cũng mới vô cái miếng đất. Đất này thì tình trạng đất của nó thì thứ nhất là dừa, thứ hai thì bạch đàn khá là nhiều. Anh chủ đất anh cũng đốn rồi, anh dọn sạch sẽ rồi. Mình cũng gom cây ra ngoài trống hết rồi. Ở đây là mình lên hai cái clip để cho anh trồng mít. Anh thấy trồng bạch đàn cái lợi cao thì cái lợi nhuận của nó thì thấp quá, trồng hoài mà không có thu hoạch gì được hết trơn. Có ba cây bạch đàn khá là to. Cây này mà có điều kiện mà xả kèo rồi cất nhà rồi thấy cũng khá là lý tưởng. Cái cây này tính sao? Giờ thấy cái đường mương nó muốn nhỏ hơn cái cây đó anh ơi. Bỏ xuống cái lắp bằng mương của ta. Nó cạp đầu này để sát đầu này đi. Để bọn hả? Cái hiện tại giờ nè. Bỏ mà bỏ clip hay gì? Anh bỏ biết clip sao anh múc được. Không. Bỏ rồi múc là vét cái mương cho nó đẹp rồi cái đầu mới thảy xuống lại. Thảy mương phải không? Mày thảy sát giáp đầu này đi. Rồi nữa rồi sao em kéo ra được? Kéo ba làng ra, có ba làng nè, năm mấy năm nữa kéo ba, có ba làng nó kéo hai chạy. Tại vì bàn tính thôi, hậu thôi ha, chứ chưa sử dụng nó đâu ha. Đúng rồi. Tính đường ra thôi. Tính đường ra. Giờ chưa cho tính đường ra ha. Để nó không có xe cứu rồi sao móc lên nổi. Đúng rồi. Tính bỏ ba cái cây đó xuống cái đường mương này nè, nhưng mà bỏ xuống là sợ lấp cái đường nước. Cái đường nước này thì bên đó ranh của người ta đó, mà mình nghiên cứu tính toán phụ hai anh em nãy giờ cũng suy nghĩ. Mình nói dùng từ nghiên cứu nó hơi quá, chứ mình nói dùng cái từ tính toán thôi. Đôi lúc mình nói những lời nói cũng không có hay. Chỗ này cái đặt cái ống bọng ngang đây cho anh lấy nước vô cái đường mương đó. Qua nay làm mà không biết em tên gì em? Thật. Thật hả? Thật thà. Thật thà ha. Ê, xình không nghe, nãy đầu lỗ không á. Kiếm đất cứng đi. Chỗ nào không xình, kêu đất cứng đi. Rồi bỏ đi. Bỏ vào nó dây ngang đi, chút mình lăn xuống là nhẹ xuống. Chắc em mới phụ anh luôn rồi. Này mình không lăn xuống sao bể quá. Bể rồi mất thời gian chờ đợi nó chứ nói gì. Vậy là em mở cái bao rồi, mở bao cho nước chìm mới được. Em mở một đầu nãy buộc ấy đi. Vậy mở đầu trong đi em ơi. Mở đầu trong đi. Mở đầu trong rồi mình cầm cái cây lên, đặng biết cái đường chút mình lắp nó không có bể. Nãy quên sơ ý tính buộc hai đầu lại đừng cho đất vô á. Mà buộc lại không bỏng nổi. Thì mình có làm cho đất của anh Tạo, thì đất anh Tạo cũng ở gần đây nè, gần đây cách khoảng chừng 2-3 cây số gì đó. Thì anh thấy mình làm đất anh Tạo rồi anh xin số điện thoại mình, thì mình cũng không hỏi anh làm cái gì nữa, tại vì mình đang làm lú bu á. Cái bữa đó tự nhiên thì hết trưa chứ anh điện mình nói anh ơi hỏi xin số điện thoại anh đó, rồi em làm miếng vườn như thế này nè, rồi mình nói thì hoàn cảnh miếng vườn sao rồi anh nói ảnh được như cây cao rồi như cây dừa vậy đó, thì sơn vậy đó, thì anh coi làm sao, tại vì mình làm trên kia cũng xa,
lãnh đại đường xá xa xôi mà nói đại giá vậy đó. Nếu làm thì mình chuyển vô còn làm thôi, chứ thì xa quá. Thế mình nói vậy sao tự nhiên cái ảnh đồng ý luôn. Nó đồng ý luôn rồi, anh nói chừng nào anh vô, mình hứa 3-4 ngày gì đó. Cuối cùng vô làm thiệt luôn. Cái gì cũng vậy, mình hứa người ta mình vô mình làm à. Dù đường xá xa xôi có nào mà không biết, chứ mình hứa mình phải làm. Tại vì người ta cũng hoàn cảnh đất của người ta vậy rồi, bây giờ mình không làm rồi thà mình hứa không, nếu không làm thì mình không làm, để cho người ta kiếm xe khác, còn mình hứa làm thì mình phải làm. Quá trời cây gốc rồi, mình phải đào chôn hết mới được. Chôn là mình lấy cái lớp mặt đem lên, nó làm rồi nó thôi, mình cũng không dám nói cái thời gian lâu hay chậm gì, mà làm cho hoàn thành coi được thôi à. Mé ngoài này thì mình đắp một cái bờ bao để ngăn cái nước lũ. Hôm qua cũng bơi phà vô đó rồi, cũng có anh kế bên đây nè, anh cũng thấy mình vô rồi, nó cũng nói làm đó rồi, mình cũng xong đây cũng qua đó mình làm. Chắc cái miếng này chắc chiều nay có thể là mình đậu thấy anh Thế đồ cũng im quá nè, chắc chiều nay chắc mình xả nhớt, mình thay nhớt cái. Thì mình chỉ chia sẻ về cái cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Mấy ngày nay chạy hổng rồi vô đất của anh Tạo, rồi đất của Nguyên, rồi đất của anh mà xem trên kênh, rồi cũng đủ cái lượng dầu để mình thay nhớt rồi. Thường thường thì mình chạy thì tầm khoảng 1.000 lít dầu là mình sẽ thay nhớt con động cơ một lần à. Làm theo cái bờ, làm theo cái bờ cũ. Ừ, chứ gì sao giá được, nó cao muốn cao vậy đâu có nó kè ra được, sạc hết à. Nghĩa là đắp cái bờ đê mà bình ngang dựng vậy thôi, rồi cái đi theo hoài vậy đó. Chỗ công theo nó. Anh làm theo cái đường bờ cũ, đâu có kè chỉnh ngay được. Rồi lấy hết cỡ đi. Thì chút cái mình lấy ra, nó ra nó theo đường kinh nè. Đúng không? Lấy hết cỡ thôi. Mất đất à. Đất ít mà. Có nghĩa là anh nói mình làm cái tuyến đê này nè, nó hơi bị cong vô xe. Nhưng mà mình phân tích cho ảnh hiểu thì do cái bờ của ảnh thì nó cong sẵn rồi. Mà bây giờ nếu như mình banh ra cái đường mương này ra mình chỉnh cho ngay thì nó sạc hết. Do anh múc đường mương nó sâu mà. Mình làm theo cái bờ cũ của nó thôi. Cứ bám theo bờ cũ làm hoài á.
chôn về em thấy sao, được không em? Được anh, quá ngon luôn. Vậy được rồi ha. Ừ. Ok. Chứ sáng giờ cũng tính toán làm sao mà không biết sao mà xử lý hết mấy cái rác này, quá trời rác. Vậy là ngon rồi. Sâu vậy càng sâu càng tốt. Sợ cái rễ cây này nó phát triển ra nó bám ha. Ừ. Giận trên quá nó ăn xuống cái tới. Ừ, tới cái nó bắt cái cây không có gốc ha. Ừ. Mà cái cây mà xuống rễ mà xuống 4 mét xuống dưới chắc cái cây cũng già em ơi. Đốn được rồi. Đốn trồng cây khác được rồi. Đốn bỏ đi. Ừ. Anh hỏi em chút cho là đẹp lắm nha. Chứ lần kia làm đẹp phải đẹp tới đây luôn. Thì đã lãnh trọn gói mà nó ráng làm cho đẹp hết chứ em. Bo cua là lại cho nó gắt gắt rồi vậy. Giờ cầm trụ đó là kéo hàng rào luôn phải không? Kéo hẳn qua giữa theo hàng rào đi luôn mà nó dễ. Ừ. Đất ở đây tính ra cũng hiếm hả em? Ở đây mà theo vòng vòng ở đây có ai mà đất lớn mà tầm dạng một miếng mà khoảng chừng 20-30 công gì không em? Không rồi nè, cả 10 công. À 10 công là người 2-3 công, dưới vườn thì người tầm công ngoài 2 công, 2-3 công, 2-3 công. À, vườn ha. Còn đất ruộng thì người tầm 10 công là miếng nào mà chủ ngồi nó được công liền. Ừ. Còn trên quê anh ở Long An là có thể một lô người ta là khoảng 5 mẫu, 6 mẫu là 60 công á, một lô từ đây á. À, tại rảnh đất rừng nhiều. Đất tràm không à. Miếng 5-7 công, 10 công, 5 công. À. Anh đất đây có giá không em? Trước là 80 triệu. À, mét ngang 80 triệu hả? Vô cái đây nha. À. 42 thước. À. Còn đất ruộng mình giờ nhiêu công? Ừ. 200 ngoài. À. Vậy là tính là có giá chứ, 200 ngoài triệu cũng dữ rồi. Tại đất ruộng này làm trúng hả? À. Nuôi trúng đó. À. Như nông dân vừa rồi vừa cắt là không tấn 1 tấn 2 không? Công tới 1.300 luôn mà. Ừ, tấn mấy không? Tấn mấy? Còn trên Long An là công có 1.000. Bởi xuống đây mình làm mướn thì ghi công bằng 3 mà cũng vội một đạn chứ. Ừ thì ra công tầm lớn không ạ? À? Tầm lớn không? Tính tầm lớn không ạ? À? Đâu tính tầm nhỏ đâu. Rồi mình mua bán rồi công tầm lớn không nhỏ? Mua bán thì tùy theo mình thỏa thuận thôi. À. Tùy theo mình thỏa thuận, vô bán công 1.000 mét vuông thì giá làm sao, 1.300 giá làm sao. Thì cũng vô đó à ha? Ừ, vô đó à. Giờ mà dễ gì bán mã rồi anh. Đúng rồi. Giờ nó đất đúng rồi, giờ hàng hiếm ha em. Phải lo hết rồi cũng nhân lên hết trơn rồi nó bán nhân chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gia tài có miếng đất mà nó phải dừng chơi ha. Rồi làm việc em ơi. Cái clip máy bên kia thì nó hơi thấp nên mình cũng chừa cái lượng đất lại để mình lấy đất để mình đắp clip bên phải mình á, clip mình đường ra mình chưa có làm. Cái gì đó? Đất ở đây thôi, vừa đất ở bên kia là để cho cao lên chút. Vậy hả? Ừ. À. Vừa đi rồi ngon rồi đó. Rồi còn đất ở bên kia là để lại. À. Thì nói chung làm thì mình cũng để ý em ơi. Để ý rồi. Thấy bên kia nó thấp quá nè. Nên bên đây clip. Ừ, clip nó cao hơn mà nó cũng bự hơn nữa. Nên tép tém nó lề vô một chút rồi. Mặt clip cái này được chưa? Được rồi. Ngon không? Cao luôn cái gì vậy? Dễ gì? Vậy hả? Cái này em thấy có cao không? Thấy cái mô thôi, không cao phải không? Cho cao nữa nè, thẳng tầm đó rồi. Rồi rồi. Hay là thấp hơn anh hạ xuống nữa. Tùy em à. Thấp không? Muốn hạ nó không anh hạ? Được rồi phải không? Nếu mà hạ chứ mà phải hạ. Được lắm. Rồi thôi đi. Rồi. Bằng miếng ngoài phải không? Bằng rồi. Bằng là được, mình cho nó cao miếng ngoài thôi. Rồi 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 rồi. Tại mấy cái này là anh chừa lại chút tỉ mặt lại cho em nè. Chứ anh thấy vậy chứ đâu phải đâu. Rồi vậy đó ha. Clip này thì mình thấy thì cái mặt của nó thì khoảng trên 5.5 m. Làm clip trồng mít mà clip cỡ này thì trồng thấy cái lượng đất mình trồng á. Sau này cái rễ cây thì ăn là sẽ đủ và dư. Tại vì cái clip nó mình thấy nó cũng bự á. Clip cũ của nó thì tầm khoảng cỡ 6 thước rồi, mình nãy cũng lấn vô thì khoảng có 5 tấc.
chứ lớn nhỏ quá thì thấy nó cũng ổn clip cho anh chủ đất. Làm việc em ơi. Dạ. Làm việc. Dạ. Rồi chiên thùng nhất lên anh em ơi. Mình mới tắt máy giờ mình đổ dầu đi anh ơi, cho nguội chút nha sao. Thì bây giờ em chiên phụ anh chiên mấy thùng lên đi. Rồi chú đổ dầu rồi từ thay. Chết luôn, đồng bà con gái xách cái này chết luôn rồi. Gì em? Này hổm mua nào anh không thấy không em? À, đây là cái thùng nhớt 40, nhớt Petrolimex, nhớt của nhà nước. Có cục bô tăng áp luôn. Nhớt này thì mình sử dụng cái dòng nhớt Petrolimex của nhà nước. Thì nó cũng có turbo tăng áp. Thường thường mấy bạn mua mà nó có cái dòng chữ SL thì cái loại này là loại tốt nhất. Nó vẫn có cái thùng như thế này luôn. Nhưng mà nó không có cái chữ SL. Cái nó vẫn là cái loại Petrolimex nhưng mà nó cái giá thành của nó thì nó rẻ hơn. Cái này thì mình sử dụng cái loại tốt nhất của Petrolimex của nhà nước nè. Có tem bảo hành. Nhất này thì bảo đảm xài là 100% thật, không có giả. Tại vì mình mua trong cây xăng nhà nước, cây xăng mà có dán cái dòng chữ xanh mình đổ xăng á, nè, ký hiệu của nó đây. À, sẵn đây cái qua đây cái mình coi cái thành quả sáng giờ làm. Thì làm cái gì cũng có cái thành quả của nó chứ. Giống như mình lao động gì đó, mình phải coi cái công việc của mình làm nguyên một ngày như thế nào. Cái này làm cũng hơi lâu, do cây cối rồi cũng khá là nhiều, dọn rồi cũng lâu. Mình lãnh mão ảnh thì mình lãnh thì làm mình tính theo cái ngày việc làm của mình đó. Dù mình đón cái đất bao nhiêu rồi mình lãnh đại vậy. Nhưng mà hên sao ảnh cũng làm. À, bông này tính ra hơi thiếu rồi thôi. Này phải đặt ra thêm chừng 3 thước nó ngon quá. Đây là cái cây bông mình sáng mình đặt đây. Mình đợi nhớt nguội nguội cái mình thay. Ở bên trong đây thì lúc nào nó cũng có cái lược á, nên mỗi lần mình thay nhớt cái mình sẵn mình tháo ra mình vệ sinh. Sợ nó ngạt cái lược này nè, ngạt lược này cái máy mình nó vô tải cũng yếu nữa.
Đây hình nó cũng không có ngặt, mà mình tháo ra mình cầm chừng vậy thôi. Trời 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 trời. Xem nó vô giò rồi em ơi. Chiều làm như là mệt đuối. Tay rung luôn ta. Ôi vô nãy giờ muốn giò muốn giò chắc banh luôn á. Nguy hiểm quá, anh em nào mình cẩn trọng thì mình mua cái đồ dẫn lược thì nó khỏe hơn. Xíu nữa rất mong con giò luôn.